Lâu lắm rồi em mới ra đường phải không? Dạ, vui quá chân luôn. Vui cái gì mà vui, anh nói cho em nghe. Em á phải lo làm thiên chức người mẹ đi. Thấy không? Em với anh lấy nhau cũng lâu rồi mà em không có sinh cho anh được đứa con nào hết trơn, buồn quá trời buồn thì, luôn. Thì anh đi tại vì anh hẳn không không đâu chứ, có phải là không muộn sinh mố. Bây giờ vậy nè, anh nói là em phải ở nhà nghỉ ngơi tẩm bổ vô cho nhiều mình mới sinh được đứa con ngon lành trong anh chứ, hiểu thôi em ở nhà mổ chỉ mổ, anh cũng bắt em ở nhà hết, không cho em ra đường chơi chứ hết, lâu lâu mời ra đường một bữa mà anh lại bắt ở nhà rồi. Thôi nói trời chứ hôm nay á bị gì kẹt lắm anh mới nhờ em ra bán phụ với anh đó, nghe không? Tại vì á thằng cu sự á nó bận đi thi. Nó thi hiểu không, mà này nó học giỏi lắm. Em biết chứ, thằng sư hẳn là đứa chiều thương chiều khó. Đúng rồi. Mời đứa là em mong cho hẳn đi thi hoài luôn. Ê, mày, thi hoài là thi rớt đi lại đó hả? Không phải, ý là hẳn thi đầu rồi, hẳn thi lên cao nữa. Trời ơi, thôi đi, ta thi lần thôi cho ta đậu đi, chứ bắt vòng vòng trong trường hoài chết luôn á. Không phải, hẳn đi thi thì em mới có cơ hội em ra em phù ảnh chứ. Thôi em, tại vì kẹt quá anh mới nhờ tới em. Chứ thiệt tình anh, thôi. Lo chuẩn bị lâu lâu người ta mà ra em cứ vậy hoài. Dạ. Thôi tôi góp ý chân thành nha. Dạ. Mốt đi bán đừng có bận đồ mà chối con mắt quá, ai đâu tới ăn. Thì lâu lâu mời được ra lần chọn người ta diện tị chưa rắn. Diện diện hoài rồi thôi đó, chuẩn bị nè. Dạ. Kiểm tra đồ đạc rồi coi rồi chuẩn bị ra bán đó. Thôi em lau cho sạch lắm. Quá. Trời ơi, trời ơi, chắc tôi rồi, trời ơi. Anh làm em hẹt hôn. Em làm cái gì vậy? Em hẹt hôn. Em đừng có đụng vô, anh mới nói là trời ơi cái tô bà ấy. Dạ. Cái tô của tôi rồi. Em có biết cái tô này nó quý như thế nào không? Cái tô này nó như vậy đó là mình phải bỏ lên. Trời ơi, xong luôn. Cái gì anh làm hẹt hôn. Sao đang để lên rút cái đó ra chi? Thôi, chưa em đầy cái xe cho hẹt. Trời ơi, thôi. Anh lại em. Dạ. Đây là một cái lý do là tại sao anh không cho em ra phụ bán không. Trời ơi, một tuần thái một chục đô chịu gì nổi. Không phải, tay em hẹt hôn. Bớt hẹt hôn đi em. Mình ơi, em bưng hủ tiểu về đó nè, Mình ơi. Cái tô này tô thứ mấy trong ngày rồi? Tô nhiều quả không nhở? Không nhớ cái gì. Đi ra phụ có một ngày là bể hết tô rồi. Thôi đặt hết cái đống này luôn, nghỉ ba đi. Thôi, đặt cái xe luôn đi. Em xin lỗi, mình để em lùm lẹ. Cẩn thận đi. Bưng cái tô này về cũng bể rồi đó. Dạ. Sáng giờ bán 6 tô, bán 6 tô rồi đó. Tiền bán hủ tiếu không đủ rồi, tiền thành tô. Ui dạ. Gì nó diễn là diễn xuất nữa hả? Kìa, cô có sao không? Lụm lẹ đi, đừng có thấy người ta nhờ ta lụm giùm rồi ta chảy máu rồi đền tiền thuốc men cho người ta nữa đó. Làm lẹ đi. Gì? Dạ em. Nè anh kia. Gì hả? Anh có tin tôi đánh anh tại chỗ này không? Vậy ba. Hả? Đâu ra vậy? Tại sao anh dám lớn tiếng với một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy? Trời đất ơi xinh đẹp gì ba? Vợ tôi đó. Vợ hả? À, chồng của tôi. Bây giờ dù có vợ chồng đi nữa, nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của tôi đánh giá như thế này. Anh là đàn ông. Gì vậy? Phải không được ức hiếp một người phụ nữ. Anh phải xem một phụ nữ như một cành hoa đẹp. Phải nâng niu, phải chiều chuộng, phải chăm sóc họ. Nói hiểu chưa? Vậy trời, tự nhiên kêu cái phụ nữ coi người phụ nữ như cái bó hoa để đem bàn thờ chân hả ba? Bàn thờ cái gì? Anh là chồng mà đã chồng mà hành hung người phụ nữ như vậy, đánh đập tới nước mà bể tô như vậy. Trời ơi! Cái đó mà tôi báo công an là anh sẽ bị xử tù. Cái tay tôi đang chuẩn bị mà trời. Anh ơi, không phải mô. À, thực ra là chồng tôi là thương tôi lắm, mà tại vì là tôi bất cần cho nên là làm bề thôi. Vợ tôi cưới vợ. Cô ơi, cô bình tĩnh đi. Chồng cô hung dữ đến mức độ mà cô sợ hãi, cô che giấu những cái hành vi như vậy sao? Trời ơi, ngày uống thuốc chưa vậy trời? Mình ơi, để em dạy. Thôi, bé trừ đi này, đi cho về hiểu là tôi được là hãy làm bề đồ. Bé trừ này, cho em mừng cái tô. Anh nạt tôi một cái đi. Tại sao vậy? Trời ơi! Đó. Trời ơi, không đồng phải không? Thằng này bán tô phải không? Nhà nó bán tô, nó gài vô đây làm bể tô đi. Mua của nó được phải không? Ủa, sao cô dễ bị rớt tô vậy? Rớt hoài à! Hẹt hôn là bề thôi. Là cô bị liễu hả? Trời ơi. Nghe tiếng động lớn á, giật mình là rớt tô hả? Sáng giờ 8 cái rồi đó ba. Vậy là tôi đã hiểu lầm
hai vợ chồng anh rồi. Trời ơi, hiểu lầm chứ, tôi tốn cái tôn nữa vậy trời. Anh đúng là một người chồng gương mẫu. Trời ơi, mà xã hội này cần phải nôi gương. Thôi, tôi đi đây. Bây giờ để chuộc lỗi là tôi mua một tô hủ tiếu. Nhà tôi ở cuối hẻm này quẹo trái. Ha, cái nhà xinh xinh hỏi tên tôi là tên Vũ. Ha, đem tô hủ tiếu đến cho tôi chuộc lỗi. Hủ tiếu đặc biệt nha. Rồi, đi. Hai vợ chồng vui vẻ nha. Vui lắm. Cẩn vui. Thận coi chừng bị đứt tay. Bye bye. Trời ơi, thằng này mà nó không ăn ủng hộ tô này là nãy giờ tôi chém nó rồi đó. Điên khùng ở đâu tự nhiên nó lại nói cái gì không hiểu cái gì hết trơn. Trời ơi, em biệt đi, cái này nhìn mặt là quen. Ai vậy, ai quen, bà ai mà cũng quen đó. Ai đó? Ủa, mời vừa giòn tới cái nơi đấy đi. Là ở trong cái căn nhà của hẻm mà cái hẻm hoang hóa đó. Thôi đưa đây, em bưng lên. Từ, chưa có bút xong rồi. Rồi, bà, em. Thằng này á là bà phải coi nó có bị tâm thần không nha. Có, em là em đi chùa để em bưng vô trong bà. Bưng cho đàng hoàng đó. Trời ơi, sắp tiễn nè. Rồi xong luôn rồi. Làm gì đây? Làm hết hồn chứ. Anh ơi, đi giao hủ tiếu. Đi giao hủ tiếu. Ê, đâu vậy? Nó bưng vô giùm sợ anh Phạm. Sao à? Ở nhà anh mình hả? Ở mình thì không, một mình thì kệ người ta. Ở mình sao không đi ra ngoài tiệm hủ tiếu ngồi ăn ở chỗ đó luôn, có nước chấm rồi nữa. Sao mà đem tới nhà? Ủa, khách hàng là thượng đế hả? Bây giờ đem vô đây, từ đây ra ngoài, đường ngoài vô đây. Ngắn ngủn như vậy định lấy tiền ship hay gì? Không, lấy tiền ship trả tiền ship bao nhiêu? Không có gì đâu. Cà đẹp quá ha. Cảm ơn. Dạ, đẹp dễ sợ. Ủa mà ở đây mà không sợ à? Sợ gì? Dạ, có ma đó. Có ma? Người ta đồn dữ lắm luôn đó. Người ta nói chủ nào về đây ở chừng nửa tháng là dọn đi hết. Nửa đêm. Hay quá ha. Sợ. Làng chuyện sớm sao biết hết vậy? Trời đất ơi, tôi là thông tin di động của cái xóm hẻm Hoàng Hoa này mà. Yeah. Không có tôi là bà con buồn dữ lắm. Thiệt, đói chịu được, khát chịu được, chứ là không có săn tin là không chịu được. Không chịu được là bệnh luôn đúng không? Bệnh luôn. Là bệnh gì? Bệnh thôi, đói tin. Đói tin nó còn hơn đói bụng nữa, hiểu không? Khoan. Cái gì nữa? Bưng cái tô hủ tiếu đi, nãy giờ nó nắng quá, nó tự nhiên nó như kêu bằng khát nước cái kiểu vậy. Rồi muốn làm sao? Thí dụ như mà tôi vô nhà chơi rồi mình ngồi nói chuyện tâm sự. Anh em mà để tôi biết về bạn, tôi khoe cho mọi người không sớm. Không sợ hả? Cái gì? Vô không sợ hả? Cái gì? Ma. Có ma không? Ông mới nói đó. Thì tôi nói vậy thôi chứ tôi đâu có chắc đâu. Mà có ma thiệt hả? Có. Mới bắt một ma trong đó. Mà tôi quên hỏi ông làm nghề gì vậy? Nghề diệt ma. Trời đất ơi, đủ loại ma luôn. Ma xấu, ma đẹp, ma lùn, ma cao, ma mò thông tin, ma nhiều chuyện, ma mập nè, ma ốm nè. Mới bắt con ma. Ma gì? Mập. Chập, cạo đầu. Thiệt luôn hả? Ghê lắm. Trời nó có ghê gì? Thôi, không vô. Để vô cậu. Ôi trời ơi, tôi sợ ma lắm. Đang nhốt đó kìa. Ôi. Nhốt cái hộp. Nè, vô coi.